Ok, xin chào mọi người. Lâu quá không làm vlog. Thực ra là có làm clip nhưng mà lại bỏ trong máy rất là nhiều. Tại tính gọi là cầu toàn mà khổ. Cũng phải edit rồi này kia xong rồi lu bu cái bận không edit cuối cùng không có clip. Mà thấy giờ chắc khỏi edit quá cứ one shot vậy. Nói chung là chủ yếu là truyền tải nội dung được đến cho mọi người. Chứ còn mà edit chỉnh chu quá nó lâu thì sự. Thì hôm nay muốn nói về cái gì? Hôm nay muốn nói là về em 720S rất là hot. 720S ở Việt Nam cũng được rất là khá nhiều chiếc, 4-5 chiếc gì đó. Thì xe này là xe mới. Vậy thì giờ xe mới tin mà qua đây làm gì? Mới tin thì cũng như các clip trước mình hay nói là cái xe mới nhưng thật ra nó chỉ mới khi mà ra khỏi cái nhà máy thôi. Ví dụ như những đại lý siêu xe đi như McLaren, Lambo hay là Ferrari thì cái xe từ trong nhà máy sau đó họ sẽ chuyển xuống showroom và họ sẽ đẩy vô thì nó rất là mới, nó ken luôn. Nhưng về Việt Nam thì nó quá xa, nó không có đại lý nữa, cho nên là những cái công tác vận chuyển ở khoảng giữa, tức là sau khi khỏi đại lý ở bên nước ngoài rồi thì từ đó về đến Việt Nam là theo tiêu chuẩn chuyên chở bình thường, dạng như là ví dụ như đại lý rồi đại lý buôn bán xe ở đây là các salon, thì nó sẽ không đạt được cái chuẩn mà như là chuẩn nhà máy với lại đại lý chính hãng ở bên nước ngoài. Đó cũng là một cái mà cũng phải chú ý, tại vì khi mà về thì họ chỉ biết chuyển cái xe về thôi, chuyển xuống tới có thể là họ bắt ở bên kia, họ gói cái xe ở bên kia nó kỹ, ràng kỹ này kia, nhưng mà khi xuống công ở đây thì nó bắt đầu phụ thuộc vô cái người mở, cái người nhận cái xe này, rồi cái người lưu trữ cái xe này, thì đó là câu chuyện dài, có thể dính mưa dính nắng rồi bụi rồi họ rửa đại rồi các thứ, rồi có thể họ di chuyển dời xe chạy đi chạy lại trong môi trường, tại vì xe này thấy ở dưới rất là nhiều cát với đá, dạng như là đá nhỏ nhỏ với lại cái bột đá nó hơi sáng sáng á, thì mình đoán là cái khu vực mà di chuyển của cái xe này nó có liên quan tới cát đá rất là nhiều, thì nó mờ 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 như này nó bẩn lắm, với lại khe kẽ rồi này kia nó bám bụi đó, thì lý do đó là phải làm để sao cho cái xe triệu đô mà đâu phải mấy trăm triệu đồng đâu, thì cho nó tươm tất nhất có thể. Bình thường thì mọi người nghĩ cái xe mới là nó sẽ mới, nhưng mà thật ra không phải. Cái xe mới nó chỉ mới khi mà xuất xưởng thôi. Còn cái mặt sơn này, cái màu này nó hơi sai nha, đừng chú ý tại vì cái đèn với lại cái exposure của cái camera nó sai. Cái xe khi nó nằm ở ngoài bãi nhiều rồi những cái bề mặt này nó đóng mốc. Mình không có thấy đâu. Mình không có thấy được, mình phải kiểm tra bằng có một số phương pháp. Rồi ví dụ ở đây nó có bị dính bụi sơn hay gì không? Cái bụi công nghiệp nó làm cho cái xe nó cứ mờ mờ, nó sần 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 thì nó dễ bám bụi hơn. Các bạn cứ tưởng tượng là một cái tường phẳng với một cái tường mà bắn gai sần sần á, thì tường bắn gai nó dễ bụi hơn, mà ở cái level rất là nhỏ cho nên là mọi người sẽ không có thấy được cái sự bám bẩn đó. Nó chỉ có cái là nó cũ đi rất nhanh thôi, thì cho nên là mình phải làm lại cho nó trở về cái trạng thái cái mặt nó thật là sạch, sau đó mình phủ cái lớp bảo vệ lên thì nó bền vững hơn. Cái lớp bảo vệ nó bám cũng đúng lên cái mặt sơn chứ không phải bám lên những cái vết bẩn hay là những cái vết mốc mà mình không thấy được. Thì do đó tại sao mà Clan làm xe ra lúc nào cũng chạy rất là lâu nó mới cũ. Nó y chang cái chuyện mà xe mới vậy. Tại sao các bạn lấy một cái xe mới tinh về thì chạy thấy 6 tháng sau người ta cũng nhìn ô xe này mới lấy hả mày? Nhưng mà cái xe mà dọn mà bình thường xe cũ á, mình làm mình chăm sóc không tới á thì chạy chừng tháng thấy nó cũng như cũ à. Đó đó là cái lý do là nó sạch tới đâu. Thì cái này là chỉ có người làm trong ngành nghề làm kỹ thuật thật sự mới biết, chứ còn khách hàng cũng khó. Cho nên là đó, mình có nói bây giờ cái xe này cứ clean làm sạch hết nè. Ví dụ coi nè, sáng keng không? Wow, clean rồi đó, nhìn keng xà beng luôn á, nhìn nó đã. Ví dụ qua qua bên này đi, anh chưa clean nè, đây cho coi. Ví dụ cái này nó dơ nè,
Bám giờ nè, cát rất là nhiều, cát rất là nhiều. Thì giờ phải làm sao cho nó trả về nguyên bản keng nhất. Thì trong quá trình mà mình kiểm tra mình này kia thì mình làm sạch vệ sinh thì mình cũng kiểm tra luôn là coi nó có cái gì lạ trong này không, tại vì ship xa rồi chất lượng xe như thế nào cũng là một cái rất hay ở bên Clan, là đó vừa gọi là vừa chăm sóc vừa kiểm tra có gì là báo ngay với khách. Tại vì đôi khi đi bảo dưỡng rồi nhưng mà lỡ cái chỗ nào nó xì hay cái gì đó, với những cái xe bình thường thì cái chỗ nào đó nó xì nhớt hay cái gì chút chút, đôi khi lúc bảo dưỡng trong hãng thì nó chưa tới đâu nhưng mà đem về thì nó lại tới, nhưng mà vì không biết mà cứ thế mà chạy thì càng ngày là nó càng te tua. Thì đó, vừa chăm sóc vừa kiểm tra giúp khách hàng, có gì báo liền, anh ơi chỗ này xì dầu xì nhớt, báo hoài đầy rất là kịp thời. Nên là nhìn nó dơ không, đó dơ cát không, trong này đựng cát. Nói chung là đã lắm. Cái này á là bằng khối carbon cực cứng cực nhẹ, xong nó nối mấy cái phần này là chắc là nhôm hoặc kim loại gì đó, để khi mà đó thì người ta cứ kêu là có va chạm xe thì nó thay cái bắt đầu từ đây thôi, chứ cái phần này cứng lắm, cái phần này có thể hấp thụ lực nè, phần này siêu cứng. Nhìn khung sườn đã không, phục phục dầu phục, gọi là tăng giảm được rồi cân chỉnh được. Ôi sensor rất nhiều, cái xe này sensor nhiều lắm, nhìn tê luôn. Xe phía sau thật coi này, xe này có cái ống gì đây. Thật ra cái ống này á là không khí nó vô đây nè, nó nằm đây, nó nằm dưới gầm xe, khí nó vô nó sẽ giải nhiệt cái thắng. À đây, giải nhiệt cái thắng, xe đua mà giải nhiệt lúc nào cũng quan trọng, cực kỳ quan trọng. À, nhìn cái gầm làm sạch mới ken không, với cái xe này nó lăn bánh vòng vòng ngoài chút đỉnh rồi cho nên là sao mà ken vậy được. Ken sao ken, chỗ này là tháo ra chưa có clean nè đó, tháo ở đây, ở dưới này nó có một cái diffuser hả, cái cản đuôi tháo rồi để ngoài kia, nhìn đã không, tất cả mọi thứ mới nhìn rất là phê luôn. Gọi này nói chung vừa chăm sóc mà vừa, tại mình cũng độ xe mà cho nên mình coi mấy cái đồ này thấy đã lắm, ngồi nghiền ngẫm xem ghiền luôn á. Cái cách mà họ, cái này là cả một nghệ thuật luôn á, về cơ khí máy móc nhìn không có gì để nói luôn, tệ lắm. Cho nên là cứ ngồi mày mò, nhiều khi ngồi đây tới khuya, ngồi tới khuya luôn, nhiều khi lấy nước vô uống rồi coi, có lúc nằm ngủ bên này luôn nếu mà làm căng quá. Nên là mê, nói chung quá đã. Nhìn bên hốc này sạch nè, nhìn đã, đồ ken nó phải mới vậy nè, tất cả mọi thứ mới, siêu xe nha. Nó khác cái xe bình thường rất nhiều vì chi tiết kỹ thuật rồi sensor cảm biến của nó rất là nhiều, mà đường Việt Nam thì ẩm thấp cho nên cái việc mà chăm sóc thường xuyên là vô cùng quan trọng. Thậm chí ở trong cái cuốn catalog của Ferrari nó nói mà đi cái đường ẩm quá là cái gầm của nó là cần phải chăm sóc mỗi tuần, tức là chăm sóc ở dưới gầm á, vì nó có nhiều thứ. Tại vì khi chăm sóc, người ta khi chăm sóc không phải là dọn rửa đâu, người ta cùng chăm, vừa chăm sóc mà vừa kiểm tra luôn coi nó có cái gì không, tại vì những cái này nó là cơ khí chính xác, nó có một cái gì đó trục trặc là nó liên đới tùm lum tùm la, mà mình đem vô trường đua mình chạy 200-300 cây số giờ là nó quá nguy hiểm, cho nên luôn luôn chính xác. Cho nên là nhiều người nghĩ là đích đến á, là mình mua được một cái xe là mua được cái xe là xong, mà không có đâu, mua được cái xe là một chuyện nhưng bắt đầu nó thật ra nó giống như là sự khởi đầu thôi, rồi còn chăm nó còn chơi nó mới 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 là một cái quãng đường tiếp theo, chứ không phải mua được cái là xong là cứ chạy y như chiếc Toyota Camry hay gì đó là bánh xác hết, bánh hết bảo đảm. Rất là khó vì cái ở nước ngoài cái quy trình mà chăm sóc siêu xe nó khá là nghiêm ngặt, vì nó là siêu xe mà, nó không phải xe thường, nó không phải xe chạy mà không có gì để hư hay là bền bền kiểu Toyota, không được, thua, nó quá phức tạp.
cho nên chăm sóc là cái vô cùng quan trọng. Ví dụ ở đây có bẩn bẩn này, cũng bụi dơ lắm, thoát mình cứ clean up hết, clean clean hết sao cho nó keng. Rồi, ok, bye bye.